quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cập nhật các thông tin kinh tế đời sống trong nước. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ thời điểm này, hành khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Quý Mão đã có thể đặt vé máy bay. Đáng chú ý, giá vé máy bay Tết có những chặng giá vé tăng gấp đôi. Hiện website đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé cho dịp này. Đáng chú ý, mức vé dao động từ 4 cho đến 7,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trong dịp Tết năm 2022. Đây là tình hình đã được dự báo trước do giá nhiên liệu cho vận tải hàng không tăng cao hơn đáng kể so với năm 2021. Vé máy bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá từ 4,6 cho đến 5,5 triệu đồng khứ hồi với Vietjet Air, từ 6 đến 7,5 triệu đồng khi bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng giá vé khứ hồi rẻ nhất là 4,5 triệu đồng của Vietjet Air với nhiều giờ bay khác nhau trong ngày. Nếu bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Huế, khách hàng sẽ phải trả từ 4,3 triệu đồng Vietjet Air đến 4,9 triệu đồng Bamboo Airways và Vietnam Airlines cho chuyến bay khứ hồi. Khách hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh muốn về Quảng Bình phải trả tiền vé từ 4,5 triệu đồng của các hãng như Vietjet Air, Bamboo Airways đến 6 triệu đồng của Vietnam Airlines. Trong hơn 2 tuần qua, giá heo hơi tăng mạnh, nhiều chợ và siêu thị thường xuyên điều chỉnh giá bán. Tại nhiều tỉnh thành, giá heo hơi đã tăng lên mốc 70.000 đồng một ký, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với trước đó. Theo tính toán, ở mức giá thành từ 55 cho đến 60.000 đồng một ký, bà con chăn nuôi đã có lãi rồi. Vì vậy, khi lên mức cao trên 70.000 đồng một ký, cơ quan chuyên môn sẽ cần phải có các giải pháp. Một trong những nguyên nhân khiến cho giá heo hơi tăng mạnh như vậy là do thiếu hụt nguồn cung. Tại khu vực trung chuyển thu mua heo thịt công ty cổ phần CB Bắc Giang, số lượng heo về công ty để bán ra thị trường đã giảm từ 15 cho đến 20% trong tháng vừa qua. Nguồn cung thiếu nên giá ở tất cả các khâu cũng sẽ tăng theo. Ngoài lý do nguồn cung giảm, áp lực giá xăng và thức ăn chăn nuôi lên cao trong thời gian qua đã đẩy giá heo hơi tăng vọt. Theo các tiểu thương tính toán, giá thành để sản xuất một con heo đầu năm chỉ khoảng 55.000 đồng một ký, nay tăng lên từ 60 cho đến 62.000 đồng một ký. 6 tháng qua, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 7 lần, khiến người chăn nuôi thua lỗ. Liên quan đến nông sản, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với hoa quả, đã có trên 3.600 mã số vùng trồng được cấp với diện tích là 197.000 hecta ở 50 tỉnh, thành phố và gần 1.800 mã số cơ sở đóng gói cho các loại quả tươi xuất khẩu. Sản lượng các sản phẩm từ các mã số vùng trồng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường hiện nay. Khó khăn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả tươi là tình trạng ùn tắc hàng hóa ở các cảng biển. Với mặt hàng rau quả, việc bảo quản chỉ có giới hạn nên nếu bị ùn tắc hàng hóa trong thời gian dài sẽ gây thiệt hại rất lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp nên lựa chọn những mặt hàng có thể bảo quản trên 50 ngày để xuất khẩu. Các sản phẩm bảo quản trong thời gian ngắn hơn như thanh long phải chuyển sang đường hàng không, tuy nhiên chi phí lại rất cao, khó cạnh tranh với các mặt hàng cùng chủng loại của các nước khác cùng xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 214 vụ việc nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Riêng trong nửa đầu năm 2022, đã có 12 vụ việc điều tra mới đối với các sản phẩm sắt thép, tủ gỗ, pin năng lượng mặt trời. Ở chiều ngược lại, Bộ Công Thương cũng đã khởi xướng điều tra áp dụng tổng cộng 25 vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hóa nhập khẩu. Các mặt hàng điều tra đa dạng gồm các sản phẩm kim loại cơ bản, hóa chất, trong đó có nhiều sản phẩm có mối quan hệ mật thiết và đặc biệt quan trọng tới đời sống của người nông dân như là sản phẩm đường, bột ngọt, sản phẩm bột ngọt. Dù vậy, lãnh đạo Cục Phòng vệ Thương mại cũng nhấn mạnh, qua thực tế triển khai cho thấy nhận thức về phòng vệ thương mại, đặc biệt là tại các địa phương, nhiều ngành hàng còn hạn chế. Nguyên nhân chính là bởi phòng vệ thương mại là lĩnh vực mới đối với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, trong khi phòng vệ thương mại là lĩnh vực phức tạp, mang tính pháp lý cao, đòi hỏi nhiều nguồn lực để xử lý. Ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau mùa dịch. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã đón trên 60 triệu lượt khách nội địa, hoàn thành mục tiêu của cả năm. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, chỉ số về năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52 trên 117 nền kinh tế. Với 6 trên 17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, du lịch Việt Nam lọt top 3 nước tăng trưởng cao nhất. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 413.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 265.000 tỷ đồng. Báo cáo 6 tháng cũng cho thấy, ngành du lịch cũng dẫn số lượt khách đến các địa phương và doanh thu. Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, v.v.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật lúc 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.